sinh đông cuồng sương rơi lác đác tiếng lá rừng sao phạt năm canh còn gì kêu đồi núi vắng tanh
tâm tái tụy thanh điểm cốt cách thành tần huynh dung cốt cách thành tần mười năm đúng kết duyên nhân đi xương vì định nhật chi thi trên thiên cung định nhật chi thi sẽ loạt đón rước mẫu về bản tên thì tinh tiếng mở thung dung hội lành nhẹ tiếng mở thung dung cung thỉnh tam pha tiên thánh công đồng nhị mông vang thiên nhiên na cung kính mời mẫu lệ các thiên nhiên thanh vân công chúa thuộc thiên đi thôn quê phủ dày vân các thôn quê những thiên bản nhà đi cày chân loạn thanh ba điện tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích sư hiện thanh trong đền nề sông sơn nhạc sắc các thương nhìn dòng nhạc sắc các thương nhị dám danh đòi bộ hòa vương nhị khôn bì sàn thanh gia thành mẫu đệ tam cung đình mời thành mẫu đệ tam miền xin lân lòng nữ nhi hương miền nhị thoại cung sớm kết loan phòng tình xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu tiếp đem lòng mề gieo ăn phương tích nhật ra vô biên mạng điều tai chương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát sa loan thanh gia hồi cung văn võ vân phần na thủ đức thánh ông văn võ quân thần điện uy linh chẳng giáng ân cần nhị giúp mơ đôi nhị vốn ở ngôi đôi bên tài đủ mọi tài gắng sức tan qua ra sức chỉ bình văn đông ra sức chỉ bình võ ông thao lược rào bình ngầm ầm ra đời chân thị chân man nam hải đức ông đệ tam người dòng dõi đế vương giạt mã phi kỳ bào phen giạt mã phi kỳ đã hoa vô khắc còn uy phàm sân xa hồi hoa hải đường thần tiên vương cô đệ nhất mạc vương là hiệu trầm oanh ngọc diệp rành rành cô đệ nhất kim chi ngọc diệp rành rành thái sư nhất phẩm quyền hành hai đàn xa hồi cung đệ nhị đại hoàng tấu vương cô tên gọi là đại hoàng sắc phong công chúa trong tòa thái sư thì ra hồi cung tịch cũ đời trần như xưa tịch cũ đời trần định sinh ra
cô bé cửa xuất muôn phần nỉ tốt tươi sóng võng lưng chơi ngoài biển đông sóng vỗ lưng trời cù lao ai dừng ngoài khơi chập trùng thân xa trên yên tử có trúc lâm thiên tử dưới đền thờ cậu bé cửa ông hướng đông ngôi đền thờ lập ở hướng đông thì mời cậu bé cửa ông tự đồng ra hồi chúa vương dòng văn cung thịnh chúa mừng tây thiên đệ nhất trên thiên đình nghề xuống chơi thế ra hồi cùng xem bói câu tai dụ nhau đi xem bói câu tai lên đền tiên chúa nguyện hộ tôi linh thế ra
lộng lẫy trang hoàng. Chúng vô cầm tu mây ngàn gió reo, những rừng cỏ đồi tre trùng điệp tiếng chúa bà ngự cành long tiên có trống đồng tiếng đánh xa đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên văn quan nghi tả văn minh võ lưỡng ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi mặt nghề văn sớ dâng lên kim ngân văn sớ dâng lên trình toàn giám sát đi chép biên rõ ràng vì cho đối chữ trường xin nhìn chư vị các quan không nhận sai chư vị các quan áp đao bản đền thì áp phủ đồng nhân chữ rằng thấy răng nguồn phục thủy nhiên lai điển khai khai lân nhãn chiếu quang minh thần nhĩ tinh thành thần khẩu thông suốt thần tâm hoan hỷ thần túc lập bộ hành dòng nhạc thật cờ diệu khai quang chiếu hình nhân thank you.
sơn lâm mà hùng cường uy vũ, linh sắc rồng mì cai ngưỡng nam thiên, phong tòng vâng mệnh cửu thiên, thanh sơn thích độc mọi miền đi toàn điện đài, chốn điện đài uy nghiêm lồng lộng, phép thần thông chi dùng ai đương, ngự trên hắc hồ uy cường, đi mây về gió mà bốn phương đổ người. Phật Như Lai, Phật Như Lai pháp kinh tam tạng, thiền tông tu sáng dạng như hương, ba ngàn thế giới tựa lương, sầm luân bề cổ tìm đường lánh xa. Mượn bao phiền, mượn bao phiền cùng thiền bát nhã, vượt sông mê bờ giáp tới nơi, non tiên cảnh vật bầu trời, tây phương thế giới đón người để cung tiên. Đạo Bồ Đề, Đạo Bồ Đề công phu tu tập bát nhã ba la mật tâm kinh, trà bay như bóng với hình, nhân quả báo ứng thực tình thì khó xa. Cõi thiên thai, cõi thiên thai bầu trời thành Phật, nổi thành vân cao tiếp bờ xa, đồi ngang phố cát vào ra, sớm nghe tiếng hạc chiều bà tiếng xưa. Bà ngờ tiếng trống bốn phương sấm động, cửa thiên môn đi lồng lộng ngờ uy quang ngờ, tôn quang ngờ chính ngự ngai vàng ngờ, thiên chi tam giới ngọc hoàng ngờ, phong tôn thập nhị quan lớn thái tử đề tam phương thi diện mạo lòng nhạc tha thiết. Hàm tông đô thiên đình thi chính kỷ cương ông gia uy, chấp chính kỷ cương cầm cân này mực sửa sang y cõi đời. Thank you.
thiên đình sớm nay tối tiên đình câu xuống vài phù ba tòa lòng cùng tay ông cầm bút chép biên. Chư vị các quan thân sai, chư vị các quan âm đào bản đền thì áp phủ đồng nhân chưa rằng thánh sanh đủ ân. Tướng sự như thần tướng phải vì sai như khi rằng một rằng hai. Phục tử Như Lai điển khai thần nhãn chiếu quang minh, thần nhĩ tinh thánh, thần khẩu thông suốt, thần tâm hoan hỷ, thần túc lòng độ hành, dòng nhan thập cơ diệu khai quang chiếu nhân. Ông trong tài có bà, ông trong tài một là khí huyết đi, hai là sổ sinh, ba là số mệnh thiên đình. Tẩy sạch bụi trần nước tiên, tẩy sạch bụi trần thanh cao rồi được mười phần thanh. Cùng
sông. Tranh giang biên sông ngân lai nghiệp lâu lâu soi dạng và nam linh tích xưa có tích xưa thủy quốc đồng đình để tam thái tử giảng sinh ngôi đền rồng. Gồm đèn thung dung hòa mặc bẩm sinh thành nghề tư chất long nhàn thì mời thái tử đệ tam phương phi diện mạo long nhàn nghề khác thường triều đình hai từ tháng sáu cùng nghỉ hồi.
nước điền điền hương bay trầm xa trên bảo tòa, trên bảo tòa cửu điện nghiêm trang tâm thành dâng tiến tuần nhang hình mời quan lớn để tam mi ngự đồng. Một tay quan lớn đệ tam cứu sinh phục lắm độ oan cũng ra ngồi bàn loan thỉnh mời quan đệ tử vốn con trời thì cao ngỡ truyền văn võ đôi hàng nghìn thiên binh vạn mã hàng hàng kéo ra lệnh truyền thiên binh vạn cờ văn sớ dâng lên kim ngân văn sớ dâng lên trình quan đệ tứ chép tiên rõ ràng tìm cho đôi chữ trường sinh. Chữ
xưa vị các quan thâm sai, chứ vị các quan đi áp đào bảo đền, áp phủ đồng nhân giữ dòng tính giám vườn. Phúc thủy Như Lai điển khai ngay tân nhãn chiếu quang minh, thần nhĩ thính thanh, thần khẩu thông suốt, thần tâm hoan nghỉ, thần túc lặng bộ hành, dòng nhạc thật cửa diệu khai quang chiếu minh nhân. Cô tô nữ y dân hoàng
nghi chính quán tuy nhà danh lam của kích ngự tòa
Khắp bốn phương xa
dân đều biết quan lớn còn lẫn liền người thần
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ nay về đồng chúng con cứ ngỡ tưởng hằng ý à. Thank you.
Chúng ta là nát không xa bên ngoài đồ
Thank you.